nơi thủ phủ công nghiệp của Thái Nguyên. Vị trí lõi trung tâm thành phố Sông Công, chào đón phố thương mại New Orchard, một biểu tượng hoa lệ của thủ phủ công nghiệp Sông Công, một điểm đến khác biệt, mở đường cho sự chuyển mình trở thành một đại lộ thương mại giải trí phong cách Singapore tại Sông Công. Hãy cùng đi tìm cội nguồn của cảm hứng thiết kế, mang hơi thở từ đảo quốc sư tử xinh đẹp Singapore, nơi những hàng cây xanh mút tầm mắt, cùng những công trình kiến trúc đỉnh cao, nơi nhịp sống phồn hoa giao hòa cùng nhịp thương mại sầm uất, trở thành thiên đường mua sắm của châu Á. Chọn nơi đệ nhất danh trà Thái Nguyên, nơi giao thoa giữa vùng trung du miền núi và vùng đồng bằng, nơi quy tụ tới 4 khu công nghiệp lớn. Sông Công là nơi chúng tôi lựa chọn để tái hiện bức tranh giao thương nhộn nhịp của quốc đảo sư tử Singapore. Với tâm huyết của nhà phát triển bất động sản thế hệ mới New Star Group, với tinh hoa từ bàn tay khối óc và trí tuệ nhân loại, tất cả cùng hội tụ và kiến tạo nên New Orchard, phố thương mại hoa lệ đậm chất Singapore tại thủ phủ công nghiệp Sông Công, nơi sẽ trở thành trung tâm thương mại mua sắm giải trí hàng đầu mang phong cách Singapore, nơi đánh dấu sự chuyển mình của trung tâm phố cổ Sông Công. Tọa lạc tại tuyến đường Cách mạng tháng 8, trung tâm của thành phố Sông Công, nơi kề cận hàng loạt khu công nghiệp lớn. Với số lượng hữu hạn, dự án gồm hai loại hình sản phẩm: shop house sở hữu lâu dài, tái hiện hoàn hảo sự xa hoa sầm uất của con phố Orchard Road tại quốc đảo sư tử, và thương mại dịch vụ mang đến một tổ hợp phố đi bộ và giải trí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Bước tới phố thương mại New Orchard là chạm tới sự tinh xảo trong kiến trúc ở mọi góc nhìn. Tâm huyết đem những công trình biểu tượng của Singapore đến với Sông Công. Khát vọng tiến về phía trước với tượng sư tử biển Merlion. Cây ánh sáng Garden by the Bay, phong lan Vanda Miss Joaquim tượng trưng cho sự sống mãnh liệt. New Orchard hứa hẹn sẽ quy tụ những thương hiệu lớn trong các lĩnh vực từ thời trang, F&B, spa đến các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú. Khai thác tối đa nguồn cầu dồi dào đến từ lợi thế thủ phủ công nghiệp, mang đến lợi nhuận gia tăng không ngừng, và còn là nơi hội tụ tầng lớp tinh anh thượng lưu, lan tỏa giá trị an cư, đầu tư thịnh vượng, nơi khởi tạo tiềm năng đầu tư vô hạn, kiến tạo nhịp sống phồn hoa hiện đại. Cùng chào đón New Orchard, phố thương mại hoa lệ đậm chất Singapore tại thủ phủ công nghiệp Sông Công.